Xin chào bạn. Hầu hết mọi người đều quan niệm rằng giàu có là có nhiều con số, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ai cũng mong muốn mình trở nên giàu có, ai cũng mong muốn trở nên có nhiều tiền bạc. Nhưng cái điều quan trọng, cái điều thú vị ở đây ấy, nếu như chúng ta tập trung ngay vào tiền bạc thì tiền bạc nó lại chưa tới. Và chúng ta cần phải làm những thứ khác thì tiền bạc nó mới tới. Cái thứ khác ở đây nó có là như thế nào? Cái thứ khác ở đây có là cái đầu tiên, đó là hãy chuẩn bị cho mình những cái nền tảng về thể lực, chuẩn bị cho mình những cái nền tảng thật là khỏe mạnh, mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng nha. Nào, để có một năng lượng cơ thể khỏe mạnh, hãy đứng lên cùng tôi, hãy đứng lên, vận động cùng tôi, vận động. Đấy, cơ thể của bạn lúc nào cũng phải tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng phải tràn đầy cảm hứng để cái nói chuyện với người khác cũng như bạn đang nghe tôi. Nếu như tôi nói với tốc độ èo uột thì bạn có muốn nghe tôi nói chuyện không? Và nếu như bạn thấy cơ thể của tôi mạnh khỏe, nói chuyện tràn đầy cảm hứng như thế này thì chắc chắn hẳn rằng bạn sẽ mong muốn, bạn sẽ nghe, lắng nghe hơn rất nhiều đúng không ạ? Truyền cảm hứng hơn rất nhiều. Chính vì thế là để muốn đạt tới nhiều con số thì điều đầu tiên bạn cần phải có đó là sức khỏe, là phải cường tráng, tràn đầy năng lượng. Đứng trước một người khi nói chuyện là bạn phải truyền được cảm hứng được cho người nghe. Đó, thể hiện qua hình thể, thể hiện qua cái năng lượng của bạn tỏa ra. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai, giàu có ở đây là giàu có về sức khỏe rồi. Cái giàu có thứ hai, giàu có về thời gian. Hầu hết mọi người ở ngoài kia hiện nay đều đang bán thời gian để lấy ra tiền, để đổi lại tiền. Có thể họ cắm đầu, họ làm từ sáng đến đêm, làm từ đêm đến sáng, và họ quên mất là cái bộ não này là cái bộ phận làm việc ra nhiều tiền nhất. Nhưng mà họ lao vào cũng như tôi. Những năm đầu mới ra trường, năm 2002, 2003, 2004, tôi lao vào cuộc chiến, lao vào cuộc sống, kiếm tiền với tất cả những gì mình có. Và tất nhiên, tất yếu, khi mình không chăm chút cho sức khỏe của mình thì điều gì đến sẽ phải đến. Chính vì thế, chúng ta cần phải quy hoạch thời gian. Cái yếu tố thứ hai, chúng ta cần phải quy hoạch quản lý thời gian, làm như thế nào để trong ngày chúng ta phải có thời gian để chăm sóc cho chính mình, chăm sóc cho bản thân mình, quan tâm đến người thân, quan tâm đến những người xung quanh, quan tâm đến bạn đời, quan tâm đến bạn gái, quan tâm đến đứa con, quan tâm đến bố mẹ, quan tâm đến đồng nghiệp, quan tâm đến những người xung quanh. Đó là cái khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời. Cái khoảng thời gian đấy nó trôi qua thì không thể nào lấy lại được nữa. Đó, cho nên là chúng ta là cần phải quản trị thời gian. Đấy, giờ nào, việc nào, giờ này làm việc gì, giờ kia làm việc gì, chúng ta phải cần phải quản trị nó. Và khi chúng ta tập trung vào việc đó, chúng ta cần phải đưa tâm thế của mình, tâm trí của mình làm việc với nó 100% sự tập trung. Được chưa ạ? 100% sự tập trung. Cái đó là cái vô cùng quan trọng. Đầu tiên là sức khỏe, cái thứ hai là quản trị về mặt thời gian. Cái thứ ba, để muốn chúng ta có thành công hơn, có nhiều con số hơn về tiền bạc thì chúng ta cần phải xây dựng những mối quan hệ tuyệt vời. Yếu tố thứ ba, xây dựng những mối quan hệ tuyệt vời. High five người bên cạnh là xây dựng mối quan hệ tuyệt vời, đúng không ạ? Thế vậy là để chúng ta có được cuộc sống tuyệt vời, chúng ta cần phải có những mối quan hệ, chúng ta cần phải có những người bạn tri kỷ, chúng ta cần phải có những đối tác làm ăn gọi là lâu năm thân hữu, chúng ta cần phải có những đồng nghiệp tuyệt vời, chúng ta cần phải có một gia đình hạnh phúc. Đó là những cái mà chúng ta cần phải kiến tạo nên những cái mối quan hệ. Thì nhờ có những mối quan hệ đấy thì sẽ có những người ta sẽ giúp mình những cái mặt mà mình chưa mạnh, thì có thể họ sẽ chia sẻ, họ sẽ giúp đỡ mình. Nếu như chúng ta trở thành bạn thân của nhau rồi thì chúng ta rất thấu hiểu nhau. Có cái điểm gì đó mà chúng ta chưa được mạnh thì cái người bạn của mình, đồng nghiệp của mình hoặc đối tác của mình có thể là chỉ bảo cho mình đấy, chia sẻ cho mình, định hướng cho mình, truyền cảm hứng cho mình để mình có thể làm tốt cái việc đó tốt hơn nữa. Đó chính là cái mối quan hệ. Cái mối quan hệ này nếu chúng ta không xây dựng nó, không vun đắp nó thì tiền bạc cũng không thể nào mà mua được. Đó là cái bí mật thứ ba. Thứ nhất là vấn đề sức khỏe, thứ hai vấn đề thời gian, thứ ba là vấn đề mối quan hệ. Và vấn đề thứ tư này là cái nó cũng nằm trong mối quan hệ, nhưng mà nối mối quan hệ trong gia đình của chúng ta, mối quan hệ là với bố mẹ của chúng ta, mối quan hệ với vợ chồng của chúng ta, mối quan hệ với con cái của chúng ta. Đó, tóm lại là một gia đình hạnh phúc. Tóm lại là khi chúng ta có nhiều tiền thì bản chất nó chỉ là cái cảm xúc thôi, cái cảm xúc ở trong cơ thể chúng ta thôi. Khi chúng ta chưa có 2 tỷ, chúng ta mong muốn có 2 tỷ. Khi có 2 tỷ rồi thì chúng ta lại mong muốn có 5 tỷ. Và khi có 5 tỷ rồi, chúng ta lại mong muốn có 10 tỷ. Và cứ như vậy, con số không bao giờ là dừng lại, chưa bao giờ dừng lại. Và tiền thì con số tiền thì chưa bao giờ đứng ở một chỗ. Chính vì thế cho nên là chúng ta hãy set up những cái khoảng, cài đặt những khoảng thời gian để bên gia đình, bên người thân, để xây dựng cái mối quan hệ của mình với những người xung quanh mật thiết của mình hàng ngày, trở thành những đội nhóm vô cùng hạnh phúc, vô cùng tràn đầy năng lượng. Đó là cái bí mật thứ tư. Và cái bí mật thứ năm, ở cái bí mật này đó là giàu có không chỉ giàu có về mặt
con số mà giàu có, đây giàu có về mặt tri thức. Khi mà chúng ta chỉ có con số về tiền bạc thôi, có thể là đùng một cái chúng ta trúng vé số, hoặc là đùng một cái là quy hoạch đường nhà của chúng ta đang ở trong ngõ, đùng một cái trở thành mặt phố, và chúng ta chúng ta được bồi thường một lượng tiền khi đường nó đi qua nhà mình, được một lượng tiền. Và thứ hai nữa là cái nhà mình đang ở trong ngõ chuyển thành nhà mặt phố, và chúng ta có một lượng tiền rất là lớn. Lúc đó chúng ta không có tri thức, không có kiến thức để quản trị cái đồng tiền đó, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Ví dụ như ở những cái đô thị ven đô của thành phố Hà Nội thì có rất nhiều gia đình là con cái đã bị sa ngã, con cái đã không học hành đến nơi đến chốn, và họ dùng tiền bạc một cách phung phí, không có quy hoạch về mặt tiền bạc. Chính vì thế kiến thức rất là quan trọng. Kiến thức của chúng ta có thể học được ở mọi lúc mọi nơi, học từ những người thành công hơn mình, học ở trong sách vở, học ở trong các video clip. Qua những cái video clip như của tôi đang chia sẻ với bạn này, bạn cũng sẽ chắc chắn bạn sẽ học được một điều gì đó trong video này. Học qua sách vở là một cái cách học vô cùng tuyệt vời, bởi vì trong đó có rất nhiều con người thành công, người ta viết sách, người ta chia sẻ lại cho bạn, đúc kết lại cho bạn. Bạn hoàn toàn có thể mua những cuốn sách có thể vài chục ngàn, 100-200 ngàn, bạn về bạn có thể học được rất rất nhiều điều ở trong đó. Đó là vấn đề giàu có về tri thức, đúng không ạ? Giàu có về tri thức, chỉ khi giàu có về tri thức thì chúng ta mới kiến tạo nên được những cái khối tài sản khổng lồ mà thôi. Ở ngoài chúng ta có thể mất tất cả những gì mình có. Có một thứ không bao giờ ai có thể lấy mất được của bạn, đó là tri thức. Những kiến thức nó nằm ở trong đầu của bạn thì không có một ai có thể đánh cắp được những cái thứ nằm ở trong đầu này của bạn. Đó là hãy đầu tư về mặt tri thức. Qua những cái chia sẻ của tôi, bạn đã biết được cách làm thế nào để kiến tạo, để tìm kiếm được những cái tri thức đấy rồi. Và cái giàu có tiếp theo ở đây nó nói là liên quan về mặt tâm linh, nhưng không phải là tâm linh về tôn giáo. Ở đây tôi muốn nói là tâm linh về mặt tư duy tích cực. Tư duy cực là như thế nào? Khi chúng ta muốn có được những cái tài sản lớn, muốn có những con số lớn, thì điều đầu tiên ở trong đầu chúng ta, trong mindset trong đầu chúng ta, là cần phải tư duy hướng đến những cái điều tích cực, hướng đến những cái điều hay, những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống này. Nếu chúng ta tư duy không được tích cực thì cái người ảnh hưởng đầu tiên chính là chúng ta, chứ không phải ai khác ngoài kia. Và ngay khi chúng ta nghĩ đến những cái điều chưa tích cực thôi, thì ngay lập tức trong đầu chúng ta đã hình dung tưởng tượng ra cái điều đấy rồi. Và ngay lập tức chúng ta như là một thỏi nam châm, là đã thu hút những cái điều không tích cực về phía mình. Chính vì thế, mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, chúng ta đều hãy suy nghĩ và hành động tích cực. Đấy, nó chính là những một cái luồng nam châm, những nguồn năng lượng để hút những cái luồng tích cực về phía mình, hút tiền bạc, hút những cái điều tích cực về phía mình. Vâng, đấy có là rất là nhiều thứ. Giàu có về con số, giàu có về tiền bạc, nó chỉ là kết quả cuối cùng của một người thành công mà thôi. Giàu có về sức khỏe, giàu có về thời gian, giàu có về mối quan hệ, giàu có về tri thức, giàu có về hiểu biết, đúng không ạ? Và cuối cùng mới là giàu có về con số. Khi bạn đã có hội tụ những thứ kia rồi thì giàu có về con số nó là tất yếu, đương nhiên nó sẽ đến. Bởi vì khi bạn đã làm những con người vô cùng tuyệt vời rồi thì tự nhiên tiền bạc sẽ đến với bạn một cách tự nhiên, bạn sẽ thu hút tiền bạc về phía mình một cách tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Vâng, nếu như bạn quan tâm đến cách làm thế nào để làm chủ được mình ở trong các lĩnh vực tôi vừa chia sẻ, thì bạn có thể tìm cái đường link ở phía dưới video này. Hãy subscribe, đăng ký vào cái đường link đó. Phạm Thành Biên sẽ chia sẻ cho bạn nhiều hơn nữa những trải nghiệm của Phạm Thành Biên về tiền bạc, về sức khỏe, về hạnh phúc, về mối quan hệ, vân vân và vân vân. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các clip tiếp theo.